đây thì Nhi phản biện, là Nhi cũng gọi thẳng tên luôn là chú Thủy. Thì trong cái clip buổi trưa ngày hôm nay thì chú vẫn nên chú gắp lửa, chú bỏ tay người, và chú cũng nhắc đến tên kênh của Nhi, và chú cũng có nói rõ cái quan điểm là Nhi giấu giếm với Nhi gọi cho là đói rách vĩ đại và tham nam. Thì nhân tiện ngày hôm nay thì Nhi cũng đã nói rồi, thì có đi thì cũng sẽ có lại. Thì Nhi cũng nói thẳng với chú Thủy như thế này này, cái câu chuyện giữa chú và chú Thái Hoàng thì Nhi đã nói là Nhi không liên quan. Cái vấn đề đầu tiên Nhi không muốn nhắc đi, Nhi không muốn nhắc lại nữa, cái chuyện giữa Nhi và chú Thái Hoàng đến cái thời điểm bây giờ riêng chú Thủy không biết một cái gì luôn nhá. Cái vấn đề thứ hai thì Nhi cũng nói thẳng với chú Thủy, và Nhi hỏi chú Thủy, thế Nhi có phải là bố của Thủy không? Nhi có phải là bố của chú Thủy không? Nếu như Nhi là bố của chú Thủy thì chú Thủy nói cái gì Nhi phải nghe cái đấy nhá. Còn nếu như Nhi không phải là bố của chú Thủy thì chú Thủy có cái trình độ gì mà nói Nhi nghe, đúng chưa nào? Nếu như chú Thủy là con trai của Nhi thì nói cái gì Nhi cũng nghe, đúng không? Hoặc là chú Thủy lên trên không gian mạng, nếu như chú ăn được phân, đúng không, thì chú bảo, đúng chưa? Thế tất cả những cái trò chú diễn trên không gian mạng, chú gắp lửa, chú bỏ tay người, chú bảo Nhi là đói rách vĩ đại, ừ, thì cứ từ trước đến nay thì Nhi có đã bao giờ Nhi bảo là Nhi lo chưa? Có bao giờ Nhi lên trên không gian mạng Nhi đi mang cái đồ của con riêng của mình lên Nhi khoe là của Nhi chưa? Có bao giờ Nhi lên trên không gian mạng Nhi đi ăn trực chưa? Hay chú Thủy, chú cho khán giả, chú cho mọi người khán giả, mọi người biết rồi gì nữa. Tất cả chú lên đây chú khoe khoang thì chú toàn dùng cái đồ lại, đồ cũ của người khác thôi, chứ làm gì chú có cái gì. Ngay như cái nhà giờ chú đang ở, chú cũng đang đi ở nhờ thôi, đúng chưa? Một mảnh đất chú không có, đúng chưa nào? Thì Nhi đói rách cũng được, không sao cả, đúng không? Miễn không ảnh hưởng đến ai cả, không ảnh hưởng đến kinh tế, không ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, đúng không? Nhi ở đấy, Nhi đang ở nhà của bố mẹ Nhi, đúng không? Còn hiện tại bây giờ chú thì sao? Chú một mảnh đất cắm rồi chú không có, chú lên trên không gian mạng chú đi khoe khoang thì chú toàn mang những cái đồ của chồng cũ của người khác chú lên chú khoe. Ngay như không phải con của chú cũng ngộ nhận là con của chú. Đất thì không phải đất của chú mà chú cũng lên chú khoe là của chú. Thậm chí những cái đôi giày trong nhà chú cũng đang đi lại của cái người chồng cũ người ta để lại. Tất cả những cái bình rượu cũng chỉ là của người cũ, chồng cũ người ta để lại. Người ta đã gọi cho nó của người ta, người ta không tiếc, người ta tiếc gì của. Thì chú lên đây chú chê cho nói rách vĩ đại cũng được, không sao cả. Thế chú bảo cháu tham cái gì? Cháu tham không bằng chú. Chú đi chú ỉm tiền của người ta đi, tiền người ta gửi cho để chú đi nhờ chú là shipper từ thiện, chú đi chú giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, thì chú lại ỉm cái tiền từ thiện của người ta đi, thì chú mới là cái người tham. Chú hiểu chưa? Chú phải biết được chứ. Chứ bây giờ chú lên trên không gian mạng, đấy chú bảo cháu tham cái gì? Cháu tham, nhưng mà cháu không bao giờ cháu bán hàng, cháu lừa dối khán giả. Ví dụ chú mua một, chú bán 10, cái cân măng đấy, nó rõ ràng như thế, cháu mua có 350, cháu bán cho khán giả thôi. Thế tại sao chú bán 1,2 triệu một cân? Có phải là chú tham không? Chú lên trên không gian mạng, chú đi nhặt nhạnh view này, chú đi xin cái nọ, chú đi xin cái kia. Chú thử nhìn lại đi, cái người 60 tuổi đầu hai thứ tóc như chú, đến cái thời điểm bây giờ chú cứ đi chê cháu là đói rách vĩ đại, nhưng mà chú 60 tuổi, đời chú gọi cho cũng bước qua, gọi cho lửa cái đời người rồi. Tại sao? Là bây giờ chú phải đi ăn nhờ, chú phải đi ở đợ. Đấy rõ ràng luôn nha, cái câu chuyện nó là sự thật. Hai bố con chú bây giờ đang đi ở nhờ. Nếu như tên đấy, cái nhà đấy là của chú cơ, phải có tên của chú. Nhưng mà làm gì có tên của chú đâu. Chú đang đi ăn nhờ, chú đang đi ở đợ. Và thậm chí bây giờ chú còn đang gọi cho sống nhờ nhà người ta. Đúng chưa? Tất cả những cái mặt hàng, tất cả những cái gì bây giờ toàn là của chồng cũ người ta để lại hết. Chú đang gọi cho dùng nhờ thôi, và chú đang gọi cho dùng lại của người ta thôi. Thì cái người như thế mới gọi là cái người đói rách vĩ đại. Chứ bây giờ Nhi lên đây, Nhi ở nhà của bố mẹ Nhi, chú cũng có bố mẹ mà, thế tại sao chú không ở? Mà bây giờ chú phải đến nhà người ta, chú ở cái gầm trạn nhà người ta. Thì chú lên trên không gian mạng, chú phản biện, chú chia sẻ cho khán giả. Thì chú cũng phải biết được khán giả mọi người, người ta đã nhìn nhận về chú như thế nào. Có ai như chú không? Nay chú đi ăn trực nhà nọ, mai chú đi ăn trực nhà kia. Đấy mới là cái người đói rách vĩ đại. Đấy, chú nhìn lại xem tất cả từ trước đến giờ, từ đầu đến cuối chú làm trên kênh của chú, chú đã đưa ra cái gì, chú đã phản biện cái gì để cho khán giả, cho mọi người, người ta thuyết phục chưa?
Chúng ta nhìn nhận chú chưa? Chú làm gì có 600 công nhân? Chú làm gì có hàng nghìn chú cửa hàng? Làm gì mà chú mua được cái xe mẹt đôi để tặng sinh nhật vợ? Làm gì chú có đất ở thủ đô? Làm gì chú có đất ở đâu? Chú toàn lên trên không gian mạng, chú đi mượn đồ của người khác, chú đi chú khoe, chứ làm gì chú có cái gì? Chú chỉ trên răng dưới nám ít. Bây giờ bản thân chú 60 tuổi, chú còn không lo được một cái nhà, không lo được một cái mảnh đất để cho con chú ở. Đến bản thân cá nhân của chú bây giờ còn đang đi ăn nhờ, đang đi ở đợ cơ mà. Chú đang ở gầm trại nhà người ta, chú đang dùng lại những cái đồ của chồng cũ người ta để lại còn gì nữa. Đấy, người ta lên người ta đính chính đấy, người ta nói rõ quan điểm đấy. Chú còn đi nhận sằng, chú đi nhận vơ con là con của người khác, không phải con của chú đâu. Chú lên chú khoe nhờ những cái sổ đỏ kia có cái tên là tên của chú không? Thế mà tại sao mà lý do gì? Chú cứ lên đây chú gắp lửa, chú bỏ tay người. Chú cứ lên đây chú câu like, câu view. Chú diễn ra những cái trò lọ trò kia làm cái gì? Bản chất cái con người của chú có cái gì đâu. Chú ăn đến nỗi, hiểu chưa? Chú phải đi xin những cái hộp cá ở bên nước ngoài về để gia đình nhà chú ăn. Chú còn phải ngửa tay ra chú xin như cái cân chè thì biết được là gia đình nhà chú đói rách vĩ đại như thế nào rồi. Đúng chứ nào? Thế tại sao chú giàu có đại gia, tại sao phải ngửa tay xin như cân chè? Xin chi cân chè làm cái gì? Về cho bố cho mẹ chú uống à? Thế tại sao phải xin? Tại sao phải ngửa tay ra ăn mày như thế? Hay là nhà chú dòng họ nhà chú có truyền thống ăn mày, đúng không? Ăn mày xong còn đi ăn trực nữa. Tại sao? Lý do gì? Chú không dám chia sẻ cho khán giả, chú không nhìn nhận được ra chú hơn được như cái gì? Cho nói thật mấy chú Thủy như thế này này, cái gì cũng thế thôi, nó có cái giá của nó hết. Bản chất cái con người của chú, gia đình nhà chú tử tế đến đâu rồi thì chú tự biết nhá. Chú tự nghĩ, chú tự xem trên không gian mạng đấy, người ta bảo chú như nào đấy, bảo vợ chồng chú như thế nào đấy thì chú tự biết, đúng không? Làm sao phải cay, làm sao phải cú thế? Có như nào thì cứ chia sẻ như thế thôi. Giàu có đại gia biệt phủ mà bây giờ phải đi ở trong cái gầm trại như thế, đi xa phương cầu thực, nhảy tàu nhảy xe móc túi từ năm 13 tuổi thì chú phải biết được. Gia đình nhà chú mà danh giá thì chả bao giờ bốn vợ nhá. Còn gia đình nhà chú vợ chú mà đẹp mà xinh chả bao giờ phải bỏ chồng bỏ con đi theo sai chú ạ. Hiểu chưa? Nên là đừng lên so sánh, đừng lên cũng chê ai là đói rách vĩ đại. Trước khi đói rách vĩ đại thì chú phải nhìn nhận ra xem gia đình nhà chú có giàu có hay không. Hai vợ chồng còn phải ngửa tay ra đi xin từ quả mít, đi ăn chặn từ con gà, đi xin từ cái con cá nhảy xuống ao vét nhà người ta về ăn thì biết rồi, đúng không? Giàu có ở đâu? Nhìn nhận đi. Giàu có mà phải đi ăn trực nhà thông gia sao? Giàu có mà phải đi ăn trực bữa cơm với các cháu thiếu nhi sao? Hả? Đại gia quá nhỉ? Giám đốc 600 công nhân mà bây giờ đi xin view, xin like, đi xin mọi thứ, xin cả như từ cân trẻ thì biết được chú đại gia đến tầm cỡ nào rồi, chú giàu có đến tầm cỡ nào rồi thì khán giả trên không gian mạng bây giờ người ta đều biết hết. Đi nhận sằng đất của người khác, đi dùng lại những cái đôi giày, dùng lại những cái hình ảnh của những cái chai rượu lên trên không gian mạng khoe làm cái gì hả chú? Cái cuộc sống và cái cuộc đời của chú nó gắn liền cái gầm trạn rồi. Chú đi xa phương, chú đi cầu thực, chú đi ăn nhờ, chú đi ở đợ. Bây giờ chú đang sống trong một cái nơi xó rừng, khỉ ho, cỏ gáy. Chú sống trong một cái gầm trạn học như thế thì chú phải biết được bản chất cái con người của chú cứ hay đi chê người nọ, đi chê người kia. Nhưng mà chú có dám nhìn nhận vào cái thực tế đâu. Mà chú chỉ lên trên không gian mạng, chú tự suy bụng ta ra bụng người thôi. Chú cứ đánh giá đi, chú cứ nhìn nhận đi, xem vợ chồng chú có tốt, có đẹp không. Có giống vợ chồng như thế nào thì tự biết, đúng không? Có giống cái cặp mèo mả gà đồng không? Mà lên trên không gian mạng ngồi đấy mà dẫn dắt, ngồi đấy mà bịa đặt, mà xuyên tạc nhá. Còn ngày hôm nay thì Nhi cũng làm cái clip đang ngắn ngắn đến đây thôi, thân gửi đến chú Thủy nhá. Có cái gầm trạn học lên trên không gian mạng lươn nẹo văn vở, đi ăn xin, đi ăn mày, đúng chưa? Đấy, đại gia đấy, giám đốc đấy, mà bây giờ hai vợ chồng phải đi ăn chặn, đúng chưa? Phải đi ăn mày, đi xin từ quả mít, đi xin từ con cá, đi xin từ con gà. Xem đi, đẹp quá, hay quá, tốt quá. Chúc mừng chú có cái gầm chặn học nhá.
còn nhiều kịch hay lắm chú ạ, à. Cứ nghe đi rồi sẽ biết nhá, không phải cay cú, không phải thế nọ thế chai đâu nhá. Xin chào chú Thủy, xin hẹn gặp chú ở cái gầm trạng học tiếp theo nhá.